Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn sửa TV đời cũ, TV hiệu Sam. Khi bật công tắc, đèn nguồn báo đỏ nhưng không sáng nha các bạn. Mình ấn nút chuyển kênh nhưng màn hình vẫn không sáng. TV y như ở chế độ chờ đó các bạn. Và bây giờ mình cùng bắt đầu sửa nha các bạn. Và đây, mình đã mở TV ra rồi các bạn. Đây là bên trong của TV nè nha các bạn. TV sử dụng có một main chính thôi nha các bạn. Và bây giờ mình đo nguồn thử xem có đủ không nha các bạn. Trước tiên các bạn đo nguồn 115V. Nguồn 115V bắt đầu từ con diode nắng dòng nha các bạn. Nó sẽ qua playback hay là cao áp đó các bạn. Rồi vào C con sò ngang. Cũng cỡ 100V nè các bạn, vì TV nó chưa chạy. Rồi tiếp theo các bạn bật về thang 50. Các bạn sẽ đo cái nguồn kế đó là 25V. Nguồn 25V này nó sẽ cấp cho IC công suất dọc nha các bạn. IC web dọc á. Và nó sẽ cấp cho cái phần lái của cái công suất ngang nha các bạn. Tiếp theo các bạn đo nguồn 12V. Các bạn để thang 50 luôn. Nguồn 12V này nó sẽ cấp qua con 7805 nha các bạn. Đây là 12V. Nó sẽ qua con 7805 ra 5V để nó cấp trước cho IC vi xử lý. Đó, nó cấp cho vi xử lý nè các bạn. Khi các bạn bật công tắc nguồn là IC 5V cấp cho vi xử lý trước. Rồi vi xử lý chạy thì nó mở nguồn 9V ở đây nè các bạn. Là nguồn 5V. Mình quan sát thì mình thấy cái IC 7805 cấp trước 5V các bạn, nó bị lỏng cái chân. Do thời gian sử dụng nó nóng, nó lỏng chân. Cho nên TV nó bị tắt chờ. Các bạn hàn lại con IC này nha. Vì TV này đời cũ nên remote đã hư rồi nha các bạn. Nên khi các bạn hàn con IC 7805 lại thì các bạn ấn cái nút CH thì nó vẫn không lên màn hình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở cái miếng nút bấm chức năng lần trước nha các bạn. Thường thì các bạn ấn cái nút CH là chuyển kênh đó các bạn, là nó sẽ từ chế độ chờ nó sẽ chuyển sang hoạt động nha các bạn. Nhưng bây giờ mình bấm thì nó không có tác dụng. Các bạn để đồng hồ thang đo ôm nhân 1. Rồi các bạn kẹp vào dưới mặt in này nè các bạn đó, hai cái chân của cái nút chuyển kênh đó. Các bạn ấn. Mình ấn thì nó không có lên kim nha các bạn. Vậy là cái nút này đã bị reset hư rồi các bạn. Các bạn tìm cái nút khác thay thế vào nha. Để không mất thời gian, mình sẽ dùng một cái nhíp đó các bạn, là một cái kim loại, mình sẽ kẹp hai cái chân này lại, mình kích thử. Đó, là TV nó sẽ chạy rồi các bạn. Rồi bây giờ mình đo nguồn thử xem đã có đủ chưa nha các bạn. Nguồn 115V cũng đã đủ rồi các bạn. Cái nguồn 9V, cái nguồn cấp sau các bạn, khi xử lý chạy thì cái nguồn này mới có nha các bạn, cũng đã có. Và thêm một cái nguồn 5V cấp sau nữa nha các bạn. Đó. Sau khi vi xử lý chạy thì nguồn 9V và 5V sẽ có, gọi là nguồn cấp sau các bạn. Như vậy là nguồn cũng đã đầy đủ nha các bạn. Và đây mình ngó bên hông mình đã thấy TV sáng ở mặt trước rồi các bạn. Đó, mình ngó bên hông mình đã thấy TV đã sáng, là TV đã chạy lên rồi các bạn. Khi quan sát kỹ thì mình thấy cái IC công suất dọc các bạn, qua thời gian sử dụng nó bị rạn nứt cái mối chì các bạn.
Nếu các bạn không hàn lại để lâu xài nóng thì nó sẽ có một cái lằn sáng ở giữa. Và sẵn tiện chúng ta dùng món ăn chúng ta hàn lại nha các bạn, và hàn luôn cái khu vực nguồn cấp sâu của bo mạch luôn các bạn. Và bây giờ chúng ta hàn lại con IC công suất dọc nha các bạn. Thường thì IC công suất dọc và IC ổn áp nguồn cấp cho mấy cái mạch làm việc qua thời gian sử dụng nó nóng, nó hay bị lỏng cái chân chì lắm các bạn. Sẵn việc hàn các bạn hàn lại hết luôn. Các bạn hàn phải cẩn thận chân nào rời chân đó không được dính nhau nha các bạn. Nếu có lỡ dính các bạn chấm một tí nhựa thông vào và các bạn chấm lại và các bạn phẩy nó ra. Còn nếu không các bạn dùng ống hút chì các bạn hút ra rồi các bạn hàn lại. Khâu hàn này các bạn cũng phải nên cẩn thận một chút. Hàn đã xong, bây giờ mình ráp lại nha các bạn. Trước khi ráp vào các bạn cắm lại mấy cái phích cắm vào bo mạch như dây loa, dây điều khiển từ xa này kia đó các bạn phải cắm lại để tránh nó bị lỏng. Thường thì các bạn bật công tắc nguồn lên mà có đèn đỏ là TV đang ở chế độ chờ nha các bạn. Các bạn ấn nút CH cộng là nó sẽ lên hoặc bấm nút điều khiển từ xa. Trong trường hợp mình vẫn Rồi, muốn tập cả ok. tay thì mình để tay lên cái tay cầm. Vậy là Ừ, đấy TV là đã trong hoạt trường hợp động mà rồi đó mình các bạn. đang muốn tập cái vùng chân thôi. Mình muốn thư giãn. Hoặc là trong trường hợp mình cầm điện thoại, mình đang muốn là chat ở trên điện thoại, mình dùng điện thoại mình hoàn toàn có thể bỏ tay thả lỏng ra để mình sử dụng cả đạp chân thôi. Và hoàn toàn có thể đạp ngược chiều. Bây Đây. giờ mọi người sẽ thử đạp lại Đạp đạp chiều ngược nha. chiều nhá. Rồi, chúng ta chỉ cần trả ngược lại thôi, giống như mình trả súng ngược vậy đó. Đó, ngược chiều lại nha. Với chiếc xe đạp bình thường thì quý vị sẽ không thể nào đạp ngược chiều được Chắc đâu chắn ạ. Nhưng rồi. với chiếc xe đạp này là xe đạp thôi. Trong trường hợp này các bạn ấn nút nguồn đã có đèn đỏ mà ấn CH cộng mà TV vẫn không sáng lên. Nếu không có remote thì các bạn phải mở ra đo nguồn. Còn các bạn bấm mót mà vẫn không lên thì các bạn phải mở ra và đo nguồn giống của mình hướng dẫn hồi nãy. Cái bệnh này nó đơn giản, các bạn có thể làm tại nhà để đỡ tốn kém nha các bạn. Chúng tôi hai nữa là trong trường hợp gọi điện với chị Thủy là thuê từ thành phố Vinh. Xin chào chị Thủy ạ. Dạ. Xin mời chị em đặt câu hỏi để được bác sĩ tư vấn ạ.
ví dụ như là mình đã nấu ăn chín rồi đi, đúng rồi, mình có thể là cho ra đĩa, mình bày biện lên bàn ăn, lên bàn tiệc thì cũng rất là sang trọng. Bởi vì bình thường mình làm những cái chảo mà không có chống dính á thì cái thịt cá nó sẽ bị bể ra, nó không còn đẹp mắt nữa. Và video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau nhé. Nhìn là thấy nó giòn luôn đó quý vị ơi. Bởi vì cái phần mà chiếc chảo của chúng ta rất là nhanh nóng và bây giờ chỉ cần cho sốt lên thôi. Mồi của ngày hôm nay chúng ta mang đến từ thương hiệu Dustin thì dễ dàng các thành viên trong gia đình của mình sẽ có những cái bữa ăn vừa bảo đảm dinh dưỡng nè, đảm bảo an toàn nữa đó Minh Trí. Tại vì lòng nồi có một cái lớp chống dính phân đá như vậy thì mình không có sợ bị ra ten hay là ảnh hưởng tới sức khỏe trong cái quá trình